Xin chào quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, hàng nghìn xe tải chở nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc đã ùn ứ tại cửa khẩu, đặc biệt là ở các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn. Hiện vẫn còn gần 5000 xe đang xếp hàng chờ được thông quan. Nơi duy nhất còn hoạt động là cửa khẩu Hữu Nghị, nhưng cũng chỉ hoạt động cầm chừng. Việc hàng nghìn xe hàng ách tắc ở cửa khẩu phía Bắc những ngày vừa qua được giải thích là do phía Trung Quốc đang áp dụng chiến dịch Zero Covid. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, Cửa khẩu Hữu Nghị vào ngày hôm qua, ngày 22 tháng 12, làm thủ tục thông quan cho khoảng 100 xe chở hàng nông sản, trái cây, sang bãi tải hàng Pò Trài, Quảng Tây, Trung Quốc. Hiện vẫn còn gần 5.000 phương tiện đang xếp nốt, chờ đợi ở khu vực cửa khẩu. Các ngành chức năng địa phương vừa qua đã tiến hành hội đàm với phía Trung Quốc và có những gợi mở tích cực. Theo đó, thì ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán thương mại Trung Quốc tại Việt Nam nói, phía Trung Quốc cũng ùn ứ gần 3.500 xe ở bằng tường, cả hai bên cộng lại gần 8.000 xe, lượng ùn ứ rất lớn. Từ đầu tháng 11 đến nay, xe chở hàng, chở nông sản đi Trung Quốc bắt đầu phát sinh ùn ứ. Phải nói rất rõ, lãnh đạo hai nước rất quan tâm giải quyết vấn đề này vì cả hai nước đều ùn ứ. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đang rất lưu ý đến việc nhập khẩu nông sản từ Việt Nam, yêu cầu các cơ quan có liên quan, các địa phương tại Trung Quốc khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ. Trung Quốc đang thực hiện chính sách zero covid, mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho chính sách của Trung Quốc. Chúng tôi có 1,4 tỷ dân, nếu sống chung với covid-19 thì sẽ vỡ trận. Chúng tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả, do đó Trung Quốc vẫn kiên trì chính sách này, bởi nếu sống chung với covid-19 thì có khả năng không kiểm soát được. Ông cũng nói thêm chúng tôi đề nghị Việt Nam cần tăng cường phòng chống dịch Covid-19 ở biên giới. Việc cửa khẩu Tân Thanh bị tạm dừng xuất nhập khẩu hàng hóa từ hôm 18 tháng 12 tới nay là do tối 17 tháng 12 một tài xế Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính. Do đó, chính quyền thành phố Bằng Tường đã và đang triển khai các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi cũng đề nghị chính quyền thành phố Bằng Tường sớm thông quan trở lại trong thời gian sớm nhất để không làm ảnh hưởng lưu thông hàng hóa. Phía Việt Nam cần làm sao không nên để hàng hóa tập trung ở cửa khẩu, gây ùn ứ kéo dài, thời gian này hàng hóa có thể giữ lại tại kho ở các địa phương để giảm số lượng hàng hóa ùn ứ ở cửa khẩu. Chúng tôi cũng khẳng định hiện chưa có thông tin chính thức nào tuyên bố Trung Quốc sẽ nghỉ 14 ngày hay 60 ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sớm thông tin chính thức cho Việt Nam. Vấn đề căn bản để xuất nhập cảnh hàng hóa qua biên giới Việt Trung giai đoạn này là làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc khảo sát lắp đặt thêm trạm khử khuẩn theo yêu cầu của phía bạn từ chiều 21 tháng 12. Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thông tin, có thể một vài ngày tới, các cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Chi Ma, huyện Lộc Bình sẽ nối lại hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường. Nếu được như vậy sẽ giảm tải tình trạng ùn ứ nông sản hiện nay ở Lạng Sơn. Ông Duy cũng cho biết, hiện ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đã lắp đặt 23 nhà vệ sinh công cộng, phục vụ nước nóng và tắm miễn phí 24 trên 24. Lực lượng chức năng cũng được tăng cường ở khu vực cửa khẩu, tuyên truyền đến chủ hàng, lái xe thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh. Được biết hiện đang là thời điểm vàng tiêu thụ hàng nông sản của Việt Nam tại Trung Quốc. Sự kiện đón Noel, Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 sắp tới, nhu cầu tiêu thụ trái cây tươi nước ta ở thị trường nước bạn là rất lớn. Tuy nhiên do khan hiếm hàng, các chủ hàng, đối tác Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao nếu đưa được nông sản của ta sang biên giới. Cũng chính vì vậy, nhiều xe chở nông sản vẫn đổ về biên giới Lạng Sơn bất chấp tình trạng ùn ứ kéo dài. Việc hàng nghìn xe hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị ách tắc là việc mà chúng ta không hề mong muốn. Đặc biệt với bối cảnh trên, các doanh nghiệp Việt Nam phải xoay sở đủ cách để giảm thiệt hại. Trước tình trạng đó, một số chuyên gia đã đưa ra ý kiến đề xuất để tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn này trước tình trạng cứ cuối năm lại ùn ứ tại cửa khẩu biên giới theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá bộ tài chính cần có giải pháp phù hợp theo hướng đường dài nhằm đảm bảo xuất khẩu bền vững chứ không chỉ những vụ việc trước mắt nhấn mạnh về chất lượng hàng nông sản việt nam ông long cho rằng hiện nay việt nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại mở rộng quan hệ với nhiều đối tác do vậy nếu hàng hóa đạt tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu thì việt nam sẽ tìm được nhiều thị trường khác ông long cũng chia sẻ thêm tuy nhiên việc sản xuất phải linh hoạt không thể sản xuất một cách ồ ạt theo phong trào mà phải có sự lựa chọn theo định hướng quy hoạch của từng địa phương bên cạnh đó việc lựa chọn các doanh nghiệp đầu mối cần phải đảm bảo trách nhiệm có năng lực cả về quan hệ quốc tế kinh nghiệm trong xuất khẩu nông sản và tiềm lực về kinh tế cũng như kinh nghiệm trong xuất khẩu nhằm giảm thiểu rủi ro tìm hướng đi bền vững cho xuất khẩu nông sản việt nam phải hiện đại hóa nền nông nghiệp xây dựng các thương hiệu thực phẩm sạch đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tránh phụ thuộc vào một thị trường như hiện nay nhiều công ty việt thừa nhận hiện nay hàng hóa nhất là nông sản của việt nam đang lệ thuộc lớn vào thị trường trung quốc thông qua con đường xuất khẩu tiểu ngạch điều này dẫn đến tình trạng mỗi khi phía trung quốc có thay đổi chính sách thì nông sản việt nam lại lao đào để khắc phục tình trạng trên, theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, một số công ty thủy sản đã chuyển sang xuất khẩu chính ngạch, có hợp đồng ràng buộc rõ ràng. Hiệp hội cũng khuyến cáo các doanh nghiệp giảm lượng hàng xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc để tránh rủi ro và hạn chế tập trung lượng hàng hóa lớn tại cửa khẩu ở thời điểm này tiến sĩ đinh thế hiển chuyên gia kinh tế cũng cho rằng để tránh tình trạng ùn ứ hàng tại cửa khẩu khi xuất sang trung quốc các doanh nghiệp việt nam cần thay đổi cách thức xuất khẩu với đối tác tại thị trường này theo đó cần đẩy mạnh xuất hàng hóa việt nam theo hình thức chính ngạch sang trung quốc và hai bên có hợp đồng mở lc chứng thư bảo lãnh ngân hàng hợp đồng bồi thường bảo hiểm còn nếu hàng hóa xuất kiểu thương lái tiểu ngạch buôn chuyến thì chắc chắn sẽ còn rủi ro lớn Ông Hiển kiến nghị bên cạnh đó, Trung Quốc là thị trường lớn của nông sản Việt Nam nên cần phải phát triển các tổ chức dịch vụ kèm theo như tổ chức giao nhận, thanh toán, bảo hiểm để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, để giảm thiểu rủi ro mỗi khi cửa khẩu un ứ hoặc thị trường Trung Quốc có những thay đổi đột ngột, các doanh nghiệp đang tích cực tìm thêm thị trường mới, ví dụ thanh long xuất sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Ấn Độ. Tuy nhiên, một thực tế là thị phần của các thị trường khác còn nhỏ không thể so với thị trường Trung Quốc. Trong bối cảnh như trên, Chủ tịch Hiệp hội rau quả Việt Nam cho rằng giải pháp trước mắt vẫn là cần tích cực làm việc với phía Trung Quốc, cùng với đó là giảm bớt lượng hàng lên biên giới xuất khẩu sang Trung Quốc bằng cách đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thêm vào các thị trường khác. Về lâu dài, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chế biến và xem lại cơ cấu mặt hàng rau quả xuất khẩu, kế hoạch sản xuất, quy hoạch cây trồng, thời vụ để chủ động điều tiết đầu ra trong các vụ mùa tiếp theo. Đặc biệt nông thủy sản Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức khi đó hàng Việt mới không lo cảnh bị lệ thuộc vào thị trường nào. Quý vị thân mến, năm 2021 đã là một năm khó khăn về mọi mặt. Tưởng rằng giai đoạn cuối năm này, khi mà hoạt động kinh tế đang dần bắt nhịp trở lại sẽ tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp công ty. Vậy mà cận kế Tết những doanh nghiệp này lại một lần nữa phải bò đầu bứt tóc lo lắng, không biết hàng hóa của mình sẽ phải giải quyết như thế nào khi mà nguồn xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam hiện tại là Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp chỉ mong Trung Quốc có thể nhìn nhận lại và đồng ý cho xe thông quan lớn hơn, việc ủn ứ sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, việc này vẫn cần phải chờ đợi thêm. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube Sức khỏe và Đời sống. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.